Ayo, xin chào các bạn. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Ui, miền Bắc đang lạnh phải đấy không ạ? Lạnh đéo chịu được luôn đi. Thề tôi hôm nay tôi phải mặc cái quần tất để các bạn biết rồi đấy. Mẹ áo lạnh đến cái mức nào rồi đấy. Hí anh Độ nay cho Tùng Sói lên live stream đi. Nhớ của anh trai à, Tùng Sói mới cắt quả tóc mới xong không ạ? Trông thì cũng hơi a đuổi một tí nhưng mà thôi cũng được. Còn hơn là cái kiểu tóc cũ mẹ áo che mẹ hết mắt xong. Được, tí nữa tôi cho các bạn xem mặt của Tùng Sói như nào nhá. Đúng giờ này một tháng nữa là 30 Tết rồi. Ông lại vừa đọc báo gì? Ông lại vừa đọc mấy cái trang Thế Anh 28 cái kiểu Entertainment đúng không? Vừa mới lên quả bài tôi vừa đọc xong. Ừ, tôi vừa lướt 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 tôi thấy bảo uầy, đúng 30 ngày nữa là bắt đầu đến Tết rồi đấy. Anh em lại sắp được quây quần bên gia đình rồi. Tôi nhớ nhà vãi cả đái ra. Muốn kiểu cái tầm này là năm vừa rồi là tôi cũng đang quay quả MV Cô Đơn Nhưng Mà Vẫn Muốn Về Nhà của anh Siro ở kết hợp với cả bên PUBG Mobile không nhớ. Làm trận PUBG Mobile không? Không? Cũng có một cái câu là ừ đấy, Tết nhất là cũng phải về nhà, là bắt đầu cũng nhớ nhà phết đấy. Tôi dạo này tôi tự nhận luôn với cả các bạn là tôi thấy là bản thân mình dạo này làm việc chăm quá. Đấy, nên là tôi có dấu hiệu là bị nhớ nhà các bạn, nhớ thực sự luôn. Với cả là năm trước ăn Tết ở Hà Nội rồi nên là năm nay cũng muốn về quê. Chừng nào quay MV nữa, thôi quay đéo nữa. Năm nay có, tháng này tôi có mấy cái quảng cáo các bạn, với cả là có mấy cái sự kiện cuối năm nên là tôi báo lịch nghỉ cho các bạn luôn nhá. Hôm nay là ngày 11 tháng 1, ngày lễ FA đấy các bạn. Tháng này thì tôi nghỉ vào thứ bảy tuần này này. Nghỉ một tí đấy. Chắc là không phải nghỉ đâu, chắc là về chắc là vẫn kịp về stream đấy, nhưng mà sợ mấy hôm đấy stream hơi oải, với cả là nếu như mà tôi về muộn mà tôi chỉ stream với Nemo đấy các bạn nhá. Ngày 21 là cả team tôi vào trong Sài Gòn nên là sẽ có một ngày hội off stream của cả team refund các bạn ạ. 21, 22 là ngày sự kiện chính. 23 là anh em về rồi, nhưng mà 24 tôi có một cái quảng cáo quay ở trong Sài Gòn cho nên là tôi sẽ ở trong Sài Gòn luôn từ ngày 21 đến hết ngày 24. Ngày 25 tôi lại về Hà Nội, tôi lại stream cùng các ông. Đấy, lịch nghỉ tạm thời nó như thế không nhá. Thế là tính ra là tháng này tôi sẽ phải nghỉ thêm đâu đấy khoảng 6 ngày nữa không ạ? Nếu như không có gì thay đổi, còn nếu như mà thay đổi thì tôi sẽ nghỉ thêm nhiều nhiều hơn, khoảng 8 ngày nữa. Đấy, 6 đến 8 ngày. Khoảng đó các bạn nhá. Học sinh dưới Hà Nội được nghỉ không anh ơi? Trên 34 độ. Ui, đéo em ơi. Tình hình là vẫn đang phải đi học em ạ. Mà Hà Nội thực ra bảo lạnh thì có lạnh lắm đâu. Bây giờ rơi vào đâu đấy khoảng 12 đến 13 độ chứ. Không đến mức gọi là lạnh phải đái như ở trên miền núi. Miền núi phải khoảng 5-6 độ cơ người ta mới cho nghỉ. Thằng Tùng nhà tôi là dạo này sáng nó đi học là tôi vợ chồng tôi là đầu tư tiền cho nó đi taxi các bạn ạ. Cho nó kiểu đỡ lạnh chứ sáng sớm ra lạnh ngắt ra. Bọn trẻ con nó ngồi trước xe máy sợ lắm. Nên là thôi thà tốn kém thêm một tí nhưng mà để nó ấm thân các bạn. Thương bọn trẻ con vậy đấy. Anh em mình lớn rồi, trưởng thành rồi, mỡ dày rồi. Có nhiều ông béo béo mẹ mình còn lạnh sun cái rái vào. Nói gì éo rồi bọn trẻ con nhờ. Cảm ơn Thảo, cảm ơn em nhiều. Ui rồi mẹ vợ lấy lúc đéo là chả được em. Cứ vội lấy vợ làm cái đéo gì. Các ông tính xem. Nếu như mà các ông lấy vợ vào khoảng năm 25 tuổi là cái độ tuổi trung bình cho các anh em lấy vợ. Ngày xưa tôi cũng lấy vợ năm 25 tuổi. Như thế thì khi các ông đẻ ra đến năm 5 tuổi là các ông mới có nhận thức, thì các ông mới có ký ức về cái quá khứ của mình, mới có kiểu gọi là ý thức về cái cuộc sống của mình đúng không? Là từ năm 5 tuổi là bắt đầu đi học mẫu giáo. Từ năm 5 tuổi đến năm 25 tuổi là các ông mất đi khoảng 20 năm là các ông được độc thân. Tôi đéo tính mấy ông có người yêu nha, tôi nói là có vợ nha. Là lúc đấy là cái cuộc đời của các ông bay nhảy vãi đái ra, đéo bị ai để ý, đéo bị ai dòm ngó, đéo bị ai kiểu bắt mặc cái này bắt mặc cái kia, đéo bị ai đánh hàng ngày. Thì từ năm 25 tuổi các ông đến khi già là tính cho khoảng 70 tuổi đi. Mẹ là cái cuộc đời của ông bắt đầu là bị xiềng mẹ vào vì các ông lấy vợ. Nghĩ yêu kỹ vào, lấy sớm làm cái gì. Thà chia đôi cuộc đời ra cho nó cân bằng khoảng 30-35 tuổi. Lấy, tội đéo gì. Đấy, kinh nghiệm của một thằng đã lấy vợ sớm như tôi chia sẻ. 35 tuổi lấy được không? Ừ, quan trọng đéo gì. Mẹ mà tôi thấy bây giờ có nhiều người ta còn đéo lấy vợ cơ. Có làm sao đéo đâu. Cảm ơn bạn điều. Tôi cuối năm này cũng có từ thiện nhưng mà năm nay lại từ thiện xây trường mất rồi. Tôi cũng đang muốn kiểu nói chung là nhìn mấy cái ảnh, ui bọn trẻ con nhá, ở trên miền ở bên Tây Bắc các bạn, mẹ lạnh vãi cả đái, lạnh có cả tuyết rơi, lạnh cả đóng băng, thế mà mẹ vẫn cười chuồng, mẹ trông dã man thật. À mà đợt này trời lạnh như này, đang ở trên Mẫu Sơn với cả Phay Quắc ở trên Cao Bằng ấy các bạn, Phiêu Quắc hay Phay Quắc nhỉ, đang có băng ấy. Mà trước tôi đọc báo tôi buồn cười vậy đấy nhá, người ta nô nức lên trên đấy để chụp ảnh, để check in, để quay clip, để quay vlog, để quay TikTok. Xong đâu đó có một số người lại còn bẻ cành cây để mang về. Tôi đéo hiểu kiểu gì bẻ cành cây mang về để làm đéo gì nhỉ.
hay là mang về khoe với cả họ hàng bạn bè ở nhà nhỉ? Có người cẩn thận lại còn bẻ xong một cành cây trắng buốt đẹp vãi đái toàn băng bám ở trên đấy để vào trong xe ô tô để mang về nhà. Ui, cái điều gì đang xảy ra với xã hội loài người nhỉ? Buồn cười vậy đấy. Bẻ về nhà luôn mà các bạn. Như kiểu hái lộc ấy các bạn. Buồn cười vậy đấy. Chắc là bỏ trong ô tô được khoảng 5-10 phút là tan con mẹ em ra hết rồi, xe lại ướt sũng. Hài vãi đái ra. Buồn cười. Công lên mạng xem có mà. Có nhiều ảnh bẻ cây đi ngoài đường lắm, mặt tươi lắm các bạn. Anh có ý định cho Tùng Sói làm mẫu ảnh không? Không, em ơi. Không. Bây giờ thì chưa, soi để nó lớn lớn lên đã. Còn bé quá đừng cho nó tiếp xúc với mấy cái này nhiều em ạ. Tại vì nó vẫn đang hình thành tính cách mà. Bây giờ mình nó đang kiểu đẩy cho nó nhiều quá là về sau là nó sẽ bị lười và nó sẽ mắc bệnh superstar đấy em, không tốt đâu. Tết này có táo quân rồi. Hôm nay tôi cũng vừa đọc báo sao? Đúng rồi. Nghe đồn là Tết này lại có táo quân đấy các bạn ạ. Anh nghĩ sao về con gái đi nghĩa vụ quân sự? Tôi hỏi ngu một tí. Con gái có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không nhỉ các ông nhỉ? Có không nhỉ? Có chứ đúng không? Hay là chỉ gọi đàn ông con trai thôi? Hay là phải con gái phải xung phong đi mới được nhỉ? Tôi thấy thỉnh thoảng lại có người hỏi đấy. Đi thì cũng được, có làm sao đâu. Không đâu đúng không? Không bị gọi đúng không? Đi cũng được, có gì đâu. Đi cho nó vui. Ở nhà làm gì? Trời ơi. Con gái đi thì chắc là vào kiểu hậu cần à? Kiểu đấy à? Tự nguyện à? Đi cũng được, có làm sao đâu. Đi lấy một cục tiền mang về. 2 năm được ăn cơm chính phủ, ngủ người canh. Học nghề miễn phí. Xong rồi lại còn được tẩm quất rác hơi. Xong rồi là sau 2 năm đi nghĩa vụ về lại còn được một cục tiền mang về. Đấy. Xịn xò vãi đái ra. Tội đéo gì không đi. Chính ra là các ông là được lợi chứ các ông có thiệt đéo đâu. Mà các ông bây giờ cứ dùng cái từ gọi là bị đi nghĩa vụ quân sự. Nghe buồn cười vậy đấy. Các ông phải nghĩ về cái cuộc sống của anh ông toàn mấy thằng thanh niên trẻ trẻ đúng không? Về cái hội ông là thi đại học xong chẳng hạn là 18-19 tuổi đúng không? Các ông để ý nhá. Cái hội bạn chơi với nhau ví dụ khoảng chục thằng đi. Các ông cứ đợi thêm khoảng 5 năm nữa đi. Xem là mẹ có bao nhiêu thằng dụng, bao nhiêu thằng hỏng, bao nhiêu thằng kiểu trộm cướp, bao nhiêu thằng nhàn cư vi bất thiện, bao nhiêu thằng sẽ hành nghề trộm chó, bao nhiêu thằng sẽ hỏng đời, bao nhiêu thằng sẽ thành công, bao nhiêu thằng gọi là ổn ổn. Các ông thử nghĩ xem. Thà mấy cái thằng ấy đi mẹ mày học nghĩa vụ quân sự hết đi, có khi ra ngoài trường nó lại ngon các bạn, ra ngoài đời nó lại ổn. Dạo này công việc áp lực quá, có nên đi đâu? Ui, tôi có đi được đéo đâu. Bây giờ lịch là tháng này tháng cuối năm rồi đúng không? Mẹ kín mẹ lịch đóng quảng cáo rồi đúng không? Tháng sau thì đéo giờ có chuyện gọi là đi đóng quảng cáo luôn. Tháng sau 28 ngày ạ. Đéo hiểu sao lại có cái tháng 28 ngày cay vậy đấy. Mà nghỉ mất 8 ngày Tết. Nghỉ từ 28 Tết cho đến mùng 6 Tết thì có phải là 8 ngày chưa? Đúng chưa? 8 ngày Tết, 28 ngày trừ đi 8 ngày là còn 20 ngày. Một tháng phải live stream đủ tối thiểu là 20 ngày. Thế tính ra là tháng 2 đéo đi đâu được. Chỉ có ngồi làm từ đầu đến đít thôi. Đéo dám ọp, đéo dám đi chơi, đéo dám nhậu nhẹt. Đéo dám làm cái gì luôn. Thế là hết tháng 2 nhá, hết mẹ tháng Tết nhá. Tháng 3 là tháng đi vào ăn nhà mới của thằng Bồ. Vào nhà mới thằng Bồ thì tận miền Tây. Tận miền Tây thì chả nhẽ là anh em đã bay ở trong Sài Gòn xong rồi đi xe đi miền Tây chơi. Thì anh em lại ở đấy 1-2 hôm thì đéo hay. Lại phải ở chục ngày. Thế là tính ra tháng 3 là trừ chục ngày ra là còn đâu đấy khoảng 20 ngày lại cắm mặt vào làm. Đéo nghỉ được một cái hôm nào cả. Đấy, tháng 4. Đấy. Tháng 4 thì hôm trước tôi vừa nói với cả vợ tôi xong là thôi, được tháng 4 rảnh chắc là cả nhà đi Phú Quốc chơi chuyến. Tại vì lâu lắm rồi nhà tôi có đi đâu chơi đâu. Trời ơi, chắc phải mấy năm rồi ấy các bạn. Chắc là tầm tháng 4, nhưng mà tháng 4 để biết có dự định gì không. Bây giờ tính là tính như thế thôi mà. Toang lắm không ạ? Các bạn nở? À không, nở ơi. Không. Hôm qua anh uống có 2 chén thôi. Đấy, em thấy tác hại của rượu bia không? Mẹ uống có 2 chén thôi là nó như thế rồi. Mẹ hôm trước anh kể với em tác hại của chất kích thích, tác hại của rượu bia nhá. Hôm trước thứ 7 là tôi xin phép ông là ọp đúng không? Đây cả team tôi đi ra ngoài ăn. Ăn xong rồi cả lũ nó về nhà tôi chơi. Bọn tôi thì hay có kiểu đấy là thỉnh thoảng anh em đi ăn xong rồi là về nhà tôi hoặc là về streaming house hay về nhà ai đấy để anh em ngồi chơi nghe nhạc ngồi nói chuyện với nhau. Đấy trò đấy vui mà, không hoặc là chơi thử trò đấy nó lành mạnh mà nó vui lắm. Thích thì anh em lấy bài ra chơi hay là thích thì anh em lấy ma sói ra chơi. Đấy mấy cái bộ môn này nó cuốn mà nó kiểu đéo hại sức khỏe, nó lành mạnh vãi đái mà lại còn gắn kết tình anh em. Thì chúng nó uống thêm tí rượu vào rồi chúng nó say rồi thì bọn tôi đang ngồi chơi ma sói ở bên dưới này. Thì thế đéo nào có một thằng tên là Trần Thái Linh với cả một thằng tên là Đinh Văn Thanh Phước Hoa mò lên máy tính của tôi ngồi mẹ mày đăng link tai tinh lên Facebook. Mẹ bực vãi cả đái ra ra mẹ mày. Chúng nó mẹ mày chắp tay ở đây chúng nó anh Đậu ơi bọn em sai rồi bọn em mẹ mày uống tí rượu vào bọn em lỡ post cái status lên Facebook của anh mẹ mày bực đéo chịu được. Chẳng lẽ mẹ mày bóp cổ đấm tương thăng một điên đéo chịu được. Mẹ hỏi đăng lên bao nhiêu bảo đăng 7 phút. Mẹ mày 7 phút là chết con mẹ tao rồi thế là thôi.
lên trên group ngập tràn, mẹ mày mấy nghìn bài duyệt, cú đeo chịu được thế. Đấy, ông thấy mẹ tác hại của rượu bia chưa? Nguy hiểm vãi đái chưa? Đừng uống, đừng uống, sắp Tết rồi, cẩn thận bị đấm thụt răng đấy. Hồi chiều có làm mai mối cho anh Khôi á. Ui trời, thôi 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 thôi. Mẹ ngày xưa tôi cũng định mai mối với thằng Khôi, nhưng mà tôi thấy mẹ thằng đấy có vẻ nó là một cái trường hợp đéo biết giải thích như thế nào. Ừ, trông thì cũng sáng sủa tối sủa đấy, nhưng mà gái nó đéo thích cơ. Ờ, chắc nó thích cái kiểu đéo gì, hay là mẹ thằng nó gay mẹ rồi sao ấy. Bọn tôi có phải là đéo làm gì đâu. Ừ thì mấy anh em có hội chơi với nhau, thỉnh thoảng cũng giới thiệu người này người kia, thỉnh thoảng có giấm cho em này em nọ, nhưng mà đéo thích, xinh cũng đéo thích, béo béo đéo thích, người dây cái cảnh đéo thích. Ừ, đéo hiểu kiểu gì, có chung kiên nhá. Nên là thôi, tôi biết là ở kênh chat này cũng có nhiều bà, nhiều chị cũng đang tia tia anh Khôi mõm. Nhưng mà thôi các bạn ạ, mẹ anh Khôi mõm cũng có vẻ như là đéo thích chị em phụ nữ đâu sao ấy. Cái này để thời gian trả lời, bây giờ tôi cũng chịu. Mà hôm nay tôi thấy là ở trên Facebook nó đang tràn ngập cái trend gọi là anh em relationship với nhau. Ừ, mẹ mệt vãi đái, toàn dai với gái thôi. Anh Khôi bảo không gay á. Ô thích, thích mẹ có thằng gay nào nó bảo là nó không gay. 10 thằng thì may ra được khoảng 2 thằng cam ao ra. Ừ, tôi là gay, mong mọi người hãy chấp nhận. Tôi vẫn là con người, ừ, giới tính tôi vẫn thế. Tôi chả làm gì sai cả, ừ đúng, không sao cả. Nhưng mà 8 thằng còn lại, ví dụ 8 thằng đấy mà gay, toàn thằng trốn chui trốn lủi à. Chứ có thời gian cam ao hoặc là không dám cam ao, sợ bạn bè chê kiểu nói ra cái ê kiểu đấy. Anh ơi, em có nên nói chuyện lại với người yêu cũ không ạ? Ui dồi ôi, nói chuyện lại làm cái gì? Rồi đất ơi, mẹ hả, mày thích ngày xưa sao đéo nói? Ngày xưa nói chưa đủ à? Thế sao lại chia tay? Chia tay xong tiếc gì? Vẫn nhớ gì? Ui dồi ôi, mẹ hả, chịu không? Người ta quên mình rồi thì thôi, đừng làm phiền cuộc sống người ta nữa. Ai khi mà kết thúc rồi, người ta cũng có một cái cuộc sống mới rồi các bạn. Và biết đâu đấy, người ta cần mẹ mày một cái quãng thời gian dài vãi đái để quên được em, thì em đi nhắn tin lại. Thành thằng dở hơi không? Đúng không? Nhưng mà biết đâu kiểu mẹ người ta mất đâu đấy khoảng 3 tháng để quên em đi. Mẹ mày được khoảng hơn 3 tháng quên con mẹ xong rồi. Ừ, tự nhiên thấy cuộc sống nó vui về đấy. Tự nhiên là nhắn tin lại. Bố cái thằng dở hơi, cẩn thận nó chửi ở đấy em ạ. Thôi, cái chuyện gì qua rồi thì cho qua mẹ đi em ạ. Quay lại với nhau làm đéo gì? Quay lại xong rồi lại chia tay em à. Thật, tôi chưa thấy đứa đéo nào mẹ mà kiểu bỏ nhau được khoảng 1-2 năm xong tự nhiên lại quay lại yêu nhau xong rồi lấy nhau. Ừ. Chứ còn nếu như mà xác định quay lại xong rồi sau này lại chia tay thì có phải phí thời gian không? Đúng không? Thế quay lại làm đéo gì? Thôi. Mẹ, với cả là lanh quanh nó vẫn chỉ là một người cũ, xong rồi là thói quen cũ, xong rồi là vẫn tính cách cũ, vẫn khuôn mặt cũ. Thế ngày xưa tại sao chia tay? Có khi là yêu nhau lâu quá, tôi lúc thấy chán quá thế là chia tay. Thế bây giờ thôi, đi tìm một cái màu sắc mới đi em, cho cuộc sống nó vui vẻ lên, cho nó thêm bài học mới. Dùng quạt sưởi hay điều hòa vậy? À, dùng quạt sưởi em ơi. Đây đây đây, cho các bạn xem quạt sưởi nhà tôi này. Mua cái quạt sưởi này vợ tôi đầu tư mất đâu đấy khoảng 2 củ. Ấm hết cả phòng luôn. Cái phòng tôi các bạn biết là nó cũng hơi rồng rộng rồi đúng không? Từ từ, mẹ cam nó ở đéo đâu nhỉ? Đây. Đấy. Các ông thấy có cái gì nó đang lúc lắc kia không? Chỗ gần cái hộp đồng hồ nhà tôi ấy. Đấy. Nó bé như thôi thế thôi nhá, mà cả cái phòng của tôi nó to như thế, mà nó ấm được cả cái phòng luôn. Các ông thấy là có đáng mua hay không? Đéo phải quảng cáo nhá. Nó là cái hãng đéo gì, Do Not Cover, là cái hãng đéo gì trước tôi chụp cho các ông xem một lần ấy. Đấy. Nó chỉ bé như thế thôi các bạn, mà nó lại còn có điều khiển. Này. Ôi. Mình thích mình thò vào mình bấm phát là nó bật lên, bấm phát nó lại tắt đi. Nó có cả chế độ nóng, có cả chế độ lạnh. Ờ đấy, có cả chế độ mẹ mày hỏng luôn. Đéo hiểu kiểu gì, nhưng mà nó xịn vào đấy luôn các bạn ạ. Nhà tôi vừa mua phát 3 cái. Một cái để trong phòng tắm, một cái để trong phòng ngủ, một cái thì để ở phòng làm việc của tôi. Ấm vãi đái luôn. Không, đéo phải quảng cáo thật. Vợ tôi mua hình như là 2 triệu rưỡi hay 2 triệu 7, tôi không nhớ. Tôi đang định mua về để tôi mang lên Cao Bằng bán này. Không nói thật, đéo đùa. Tại vì tôi thấy ở trên quê tôi đéo có. Hôm trước mẹ tôi về, mẹ tôi kêu là dùng cái đèn sưởi bằng cái đèn ấy, các ông nhớ. Có cái đèn vàng vàng mà nó chiếu thẳng vào người mà hình parabol không? Cái đèn nó vừa hại da mà nó lại còn vừa chói mắt. Thế là vợ chồng tôi lại gửi cho mẹ tôi lên một cái. Dùng ngon ơ luôn các bạn, ngon chết. Đầu tư đi, làm cái đi, mua bố mẹ cái đi. Mẹ Tết nhất chả có gì cả, mua con mua cho mẹ cái quạt sưởi. Ui dồi ôi, ấm lỏng thế nhở. Để thằng con ra, mẹ mày mát rưỡi rưỡi. Con em nhở. Thơ á, ui, Thơ sang bên kênh Tuấn Tiền Tỷ nhá. Đéo đùa chứ tôi, mẹ mày cũng quen biết sơ sơ thằng Tuấn, tôi thấy nó giỏi thật. Mẹ cái đéo gì nó cũng có thể thành ra một bài thơ được. Giỏi vãi đái ra. À Ninh Bình có em ơi, qua Tết bọn anh đi đấy. Qua Tết bọn anh đi Bái Đính ấy, tôi chưa đi bao giờ nhưng mà tôi
Tôi thấy nó bảo là à, thấy bảo là Bái Đính là một trong những cái chùa mà lớn nhất ở ở khu vực luôn đúng không? Đang định đi xong rồi là cũng thử xem như thế nào, thấy bảo đẹp lắm. Đéo quay vlog rồi nhá, nói trước nhá. Đi chùa đi trước thì thôi tốt nhất không nên quay. Nhưng mà thích đi lắm các bạn. Thấy bảo đẹp lắm. Chắc đi trong ngày được đúng không? Sáng sớm đi không tối về. À, hôm rồi bọn tôi đi Lào Cai. Thuê một cái xe limousine 12 chỗ, hết khoảng 6 triệu. 6 triệu thì cả team chia ra mỗi thằng mất khoảng 5 lít tiền xe. 5 lít tiền xe với cả tiền ăn uống dọc đường, tiền linh ta linh tinh, mỗi thằng hết đâu đấy khoảng 2 lốp nữa là 7 lốp để đi sáng đi tối về. Hợp lý vậy đấy. Mà đéo thằng nào phải lái xe. Mà cả xe lại được ngồi với nhau để nói chuyện. Ừ, tôi thấy nó hay vậy đấy. Ngày xưa mẹ mà cứ anh em cứ thằng này lái thằng kia ngủ xong cứ đổi đổi nhau mệt đéo chịu được, mà một xe đi được có 5 thằng. Đi Vũng Tàu bao giờ chưa? Chưa. Tôi mấy lần tôi vào trong Sài Gòn thằng Hiếu Lợn nó rủ tôi đi Vũng Tàu chơi đấy. À, thấy bảo là từ Sài Gòn đi Vũng Tàu mất đâu đấy khoảng 3 tiếng đi cao tốc đúng không? Nhưng mà chưa thời gian các bạn ạ. Hôm trước tôi vừa đọc báo xong thấy bảo là hình như có xuồng cao tốc hay là có cái đéo gì. Đi Vũng Tàu mất đâu đấy thêm có 30 phút. Ừ, thì thôi để hôm nào bọn tôi cua đấy bọn tôi chơi phát thử xem như nào. Có thời gian đi phải đi khoảng 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm cơ, chơi nó mới thích. Chứ còn cứ cái kiểu mà sáng đi xong rồi chiều tối về nó khó chịu lắm. Vũng Tàu vui lắm, cái Vũng Tàu nó giống như kiểu là ở ngoài miền Bắc bọn tôi ấy. Không, ở trong miền Trung miền Nam đéo biết, nhưng ngoài miền Bắc bọn tôi có mấy cái chỗ bãi biển mà nó cách Hà Nội gần gần, ví dụ như là Đồ Sơn chẳng hạn. Uầy, một thiên đường kiểu nghỉ dưỡng luôn các bạn. Thì cũng giống như kiểu các bạn ở Vũng Tàu sáng các bạn đi, chiều các bạn về cũng được. Đấy, hoặc là thích thì các bạn đi khoảng 2 ngày 1 đêm cũng được. Đồ Sơn thì nhiều cái vui lắm. Vui hơn khi mà không có chị em đi cùng. Đấy, tôi thấy nghe đồn là như thế, tôi cũng chưa được trải nghiệm bao giờ. Tôi đi Đồ Sơn lần gần đây nhất chắc là cũng phải cách đây khoảng 10 năm rồi, cái hồi mà tôi còn sinh viên, tôi đi xe máy đi cơ các bạn ạ. Cá bo đẹp trai nhá. Đến đấy ăn uống hải sản, sau đấy là tối anh em đánh bài xong rồi hôm sau đi về. Nhá có cái gì vui cả. Ừ, nó chỉ như thế thôi các bạn ạ. Đúng rồi, nó nhiều đồ ngon lắm, ghẹ gủng các thứ. Ui, mẹ gặp ghẹ đạp xích lô, ghẹ đi mô tô, ghẹ quay xổ số. Đủ trò các bạn ạ. Quân Lâm tôi chưa đi bao giờ, chưa có dịp trải nghiệm các bạn ạ. Mà tự nhiên bây giờ để nghĩ kiểu mẹ tự nhiên tôi mò đi Quất Lâm chơi xong kiểu không chụp ảnh không post lên thì nó thế đéo nào nhỉ. Ừ, nghe nó cũng toang toang thế đéo nào ấy. Tôi hôm qua tôi đưa thằng Tùng đi làm tóc, chắc các bạn xem ở trên group rồi, các bạn thấy tóc của thằng Tùng tóc mới rồi đúng không? Tóc này nó gọi là prim lock các bạn ạ, giống như kiểu mẹ châu Phi ấy, da da đen tóc xoăn tít thò lò. Hôm qua tôi vừa đưa thằng Tùng đi thử không, tại vì cái khổ mặt của thằng Tùng ấy là cái khổ mặt của tôi nó y hệt như nhau, đéo khác gì cả, nên là tôi cũng muốn là cho Tùng đi làm thử xem là có đẹp hay không để sắp tới tôi đi làm. Nhưng mà trông có vẻ cũng hơi toang tí. Tôi có làm quả clip đấy, nhưng mà tại vì thời gian edit nó cũng hơi bị ngắn, với cả là nó cũng không có gì hay cả, nên là thôi các bạn xem tạm nhá. Hôm nay xem tạm quả vlog cái, xong rồi tôi sẽ qua bên Nemo để chơi game các bạn nhá. Hello các bạn. Hay là chủ nhật mình có hẹn là cho thằng Tùng đi cắt tóc. Con chào mọi người chưa? Chào mọi người. Chào cô chú ạ. Chào cô chú ạ. Nhìn vào đây chào chứ. Chào con chú ạ. Hôn gió. Hôn gió như nào? Cái này nó phải dài ra thêm một tí nữa cơ thì mới đẹp các bạn ạ. Mẹ mất mẹ cả buổi chiều của bố con tôi. Sợ vãi đai. Sợ nhất là cái cảnh đi làm tóc. Mẹ làm xong ngồi đợi lâu vãi đai. Tôi định là hôm qua tôi định là tôi tẩy tóc tôi luôn đấy chứ. Nhưng mà tôi thấy đợi thằng Tùng làm lâu quá mà trông nó buồn ngủ quá rồi, nên là thôi. Để hôm khác tôi ra làm sao vậy. Không, tôi không cắt kiểu đấy được. Trông thì cũng được đấy, nhưng mà nó có vẻ đéo hợp với cả cái độ tuổi của tôi cho lắm. Còn thằng Tùng thì được, thằng Tùng trông đẹp mà. Cắt xong cái mẹ mà nó bị tăng động các bạn ạ. Trông tính cách nó thay đổi mẹ luôn ấy. Cắt ở phong BBB. À cái gì nhỉ? BBP à hay PVB ấy nhỉ? Tôi đéo nhớ lắm. Nhưng mà tôi hay cắt ở chỗ Nguyên Hồng, cả team tôi cắt ở đấy mà. Các bạn cắt ở chỗ Láng được, cắt ở chỗ Nguyên Hồng được, tôi hay cắt ở Nguyên Hồng cho nhanh. Sao anh không quay cảnh vợ anh lái xe á? Lúc ấy tôi bế
tôi bế thằng cáo cho nên là tôi đéo quay được, không tôi quay cho các bạn xem ngay. Các ông nghe câu chuyện hôm qua vợ tôi lái xe về khi mà kiểu tôi uống rượu ở bên nhà ngoại xong tôi đéo dám lái xe về không? Xong rồi vợ tôi lái xe không? Sợ vãi cả đái ra. Anh ơi có đoạn anh quay bằng iPhone ra anh hỏi. Ui nó phải học em ạ. Mẹ nó là kỹ năng đấy. Ui. Quay em phải cầm chắc tay vào. Ê, tôi quay điện thoại mà các bạn. Có lúc đầu quay GoPro thôi nhưng mà về sau ai quay chắc tay vào em ạ. Nghiêng à. Đấy, thế là shot nó đẹp vậy này. Này, Dolly này. Uầy. Anh làm quay phim bao nhiêu năm rồi mà nên là đã, tay anh chắc lắm em ạ. À ừ thì iPhone 12 ấy mà.